Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay thì mình sẽ ghé qua bên WeWeMob và ở bên cái máy chủ của iOS anh em ơi, cái iPhone của anh em đó. Ở bên Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc thì nó sẽ chia ra hai loại, một loại là WeChat và một loại là WeWe, cái tài khoản á. Và ở mỗi loại thì nó lại chia ra một cái là chơi iPhone và một cái là chơi theo những cái điện thoại mà hệ điều hành Android. Hiện tại mình đang có mặt ở WeWeMob và của iOS đó anh em, và S1 ở bên đây, WeWeMob ở bên đây đang có lực chiến là 31.631.430 lực chiến. Đây là anh top 1 nha anh em, cực kỳ kinh khủng luôn. Và bây giờ là mình xem ảnh lên được những cái món như thế nào mà ảnh lại khủng khiếp như vậy. Hy vọng bên server Việt Nam anh bé khùng sau khi mà lên được 199 cấp thì anh ta cũng có một cái số lượng lực chiến cũng khủng khiếp như thế này để cho anh em ở bên Trung Quốc biết Việt Nam của mình là dân thứ dữ, đúng không anh em? Và đây cái nhân vật của chúng ta đây, ôi có cái ngoại trang cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Đây ngoại trang là siêu đẹp luôn. Anh này là môn phái Diêu Môn. Đây, đây là những cái tên của cái món ngoại trang vũ khí. Đây là cái áo. Đây là cái này là cái dinh địch hay gì á, tôi không biết. Còn cái này là hình như là cái gì đó tôi không biết luôn. Bỏ qua nha. Rồi cái con lạc đà nhỏ. Con này lạc đà nhỏ. Con này nhìn mặt hơi bị ngu xíu. Thổi bong bóng cho anh em xem. Anh em nào thích thổi bong bóng thì sẽ mua con này rất là dễ thương luôn. Dễ thương không? Tôi thấy là thấy cũng dễ thương á. Rồi hiện tại thì anh này đang có số máu rất là ít, đó chính là 2 triệu máu. Thật sự là một cái con số rất là ít luôn anh em ơi. Môn phái Dương Môn là một môn phái đất châu bò vải nồi luôn mà nó lại có số lượng máu như thế này thì ai giết được nó đây. Sức mạnh là 4k3, thể chất là 4k5, nhanh nhẹn là 5k. Trời ơi cực kỳ khủng khiếp. Ước gì anh này tự nhiên BM vô fanpage của mình nói bạn ơi tôi cho bạn mượn cái ảnh vô soi hàng này, coi kháng tất cả được cái kiểu, ước gì vậy ha. Rồi linh hoạt là 3k7, quá ghê anh em, cực kỳ ghê. Và hiện tại cái anh đại gia đẹp trai này đang sở hữu trong người một món cường hóa cộng 150 với 6 món bạch kim, vũ khí, cái nón, dây chuyền, cái áo, cái đai và cái phù, ấy cái ngọc bội chứ anh em. Sẽ được kích hoạt được hai kỹ năng giống có, hai kỹ năng của anh em á, và có thêm cái bầu tai bạch kim luôn, quá ghê. Rồi bây giờ mình xem cái vũ khí của anh này, đó chính là vũ khí 190 cấp cộng 150. Những dòng mà có trong vũ khí như là 5 dòng, 6 dòng 1k anh em. Bỏ qua kháng tất cả, mình đọc từ trên xuống dưới nha anh em. Tấn công, rồi sức mạnh, hút sinh lực. Rồi cái này là hình như là sát thương thuộc tính hay sao á. Rồi cái dòng dưới là linh hoạt và cái dòng cuối cùng đó chính là cái dòng trên cùng với lại dòng cuối cùng, một là tỷ lệ bạo kích hay là sao anh em. Thôi nói chung là bỏ qua nha, trời ơi nó tiếng Trung Quốc thì tôi không biết nha, bỏ qua nha. Rồi thì hiện tại cái anh top 1 của chúng ta, cái cây vũ khí đã kích hoạt được 6 món rồi nè. Đầu bạch kim kích hoạt được 6 món nên là anh ta sẽ có được tấn công cơ bản, sinh lực cơ bản và có thêm một cái, không đúng ra là 2 món là sinh lực cơ bản, 4 món là tấn công cơ bản và 6 món là cộng 2 kỹ năng. Tăng rất là nhiều luôn anh em ơi. Rồi bản trần cao, hạng vũ cao, hiện tại đang mang phụ ma thạch cấp 2. Cái nón 191 cấp cộng 150 bạch kim. 3 dòng 4 dòng cam, linh hoạt, tỷ lệ kháng bạo kích. Rồi cái dòng gì đó quên mất tiêu rồi. Hình như hồi phục sinh lực là dòng số 3, sinh lực cơ bản dòng thứ 4, thể chất là dòng thứ 5. Rồi nhanh nhẹn dòng thứ 6 và né tránh là dòng thứ 7. Đá hồn đoàn chí hưng cao, đoan một dạy giữ lại, hoàng nhân tương cũng giữ lại luôn.
Rồi, Mạnh Thương Lam và Tần Thủy Hoàng âm cao. Rồi, qua cái dây chuyền. Dây chuyền Bạch Kim 192 cấp cộng 150. Bỏ qua né tránh nè. Rồi, cái này là... thôi, cái đó hơi khó bỏ qua. Rồi, có cái nhanh nhẹn nè. Rồi, có cái sát thương bảo kích nè. Rồi, phản đòn. Nè, hình như cái này là phản đòn cận chiến đúng không? Phản đòn cận chiến chứ. Nếu có sai, anh em thông cảm nha. Rồi, thêm cái là sức mạnh và cái dòng cuối cùng là né tránh. À, đá hồn dương thừa tố đã lên cao luôn nè. Ghê thiệt. Đường hiểu cao, vạn độc cúc hoàng cao luôn. Này, huyền băng điêu hoàng hay vạn độc cúc hoàng ta? Rồi, qua cái bao tay. Bao tay 193 cấp cộng 150. Gần full cam luôn anh em ơi. Sức mạnh nè. Cái dòng thứ hai là tỷ lệ kháng bảo kích, dòng thứ ba là nhanh nhẹn, tiếp theo là sinh lực cơ bản, tiếp theo nữa là cái dòng cái dòng 33% là cái dòng miễn sát thương bảo kích nha mọi người. Rồi cái dòng 61 là cái gì tôi quên này. Rồi 120 điểm thể chất và 2k4 sinh lực. Cái này thì anh ta mới có cái bao tay thôi, hiện tại thì Trung Quốc nó có thêm cái bao chân anh em, cái nhẫn đúng rồi, cái nhẫn á. Cái nhẫn với lại cái bao tay nó sẽ kích hoạt cho anh em, giúp cho anh em sẽ có được hai món bạch kim kích hoạt được tỷ lệ bọc kích cơ bản, cực kỳ ngon luôn nha. Rồi nếu mà bốn món thì chúng ta sẽ được 2 điểm cộng kỹ năng vào hộ chủ của con bé của chúng ta. Đá hồn, quỷ cốc tử, dương cao, ngu dẫn văn, mộc viên là cái viên nó sẽ tăng cho chúng ta tấn công, hình như là tốc độ đánh đó anh em. Rồi bọc viên nữa là cái anh trai đầu chọc này, tôi không biết là nó tăng gì qua mục tiêu rồi. Rồi cái nhẫn hoàng kim 194 cấp cộng 150, ba dòng màu cam, nhanh nhẹn là dòng đầu tiên nè, tiếp theo là né tránh, rồi sau đó là sức mạnh, phản đòn tầm xa đúng không, phản đòn tầm xa ấy cần chiến chứ. Hình như cận chiến hay tầm xa thì tôi không nhớ, quên mất tiêu rồi anh em thông cảm nha. Tỷ lệ bổ kích điểm nè. Rồi con cái bỏ qua né tránh luôn. Nếu mà mình có đọc sai anh em thông cảm nha anh em ơi, tại này chữ Trung Quốc mình nhớ sao mình đọc vậy thôi. Rồi kinh tuyết cao, vân hạo nhiên cao, hoàng nhân tông hàng cao và đường giảng cao luôn. Qua cái áo, kẹp áo bạch kim 195 cấp cộng 150, những dòng mà anh ta lựa chọn đó chính là miễn sát thương bổ kích 99% qua giữ. Rồi tỷ lệ kháng bạo kích hình như là có đó, tỷ lệ kháng bạo kích hình như là 199 điểm hay sao á. Rồi có cái dòng thể chất và nhanh nhẹn nữa nè. Rồi còn lại là những dòng kia là tôi không biết luôn, mù luôn mày. Cái này là một viên giữ lại viên nó sẽ tăng cho chúng ta phản đồng cận chiến đúng không. Rồi vương đàn cao, thiên âm cao và hoang nhiên hồng liệt chân cao. Tại vì cái máy mình hơi cùi nha anh em thông cảm, nó không có được mượt lắm. Máy này là máy mua cách đây 15 năm rồi anh em, nên là mình sẽ hơi bị lắc chút xíu, anh em thông cảm nha. Cái ngọc bội đúng không, cái này là cái ngọc bội. Đúng rồi, cái ngọc bội nhìn giống như là cái phù vậy đó. Cái ngọc bội 196 cấp cộng 150, những dòng mà anh ta lựa chọn có 6 dòng màu cam rất là dữ dội. Từ trên xuống dưới là sát thương bạo kích, bỏ qua né tránh, linh hoạt, thể chất, tỷ lệ kháng bộ kích hay sao á. Rồi phản đòn, cận chiến hay tầm xa gì đó. Rồi thêm cái nữa sinh lực, dòng cuối cùng 4k8. Võ tắc thiên dương cao, đá hồn, con thú, thù linh nhân ngoại. Rồi dịp vô tâm cao luôn, thù linh nhân ngoại cao luôn chứ. Cái đai 197 cấp cộng 150, những dòng anh ta lựa chọn như là có 5 dòng cam luôn. Tỷ lệ kháng bộ kích nè, rồi nhanh nhẹn, thể chất, linh hoạt, rồi sinh lực cơ bản, miễn sát thương bộ kích và cái dòng né tránh. Đá hồn là bản nhân cao, Tần Thủy Hoàng dương cao, quỷ cốc tử âm cao. Qua cái phù, cái phù 198 cấp cộng 150, hai dòng rất là đẹp luôn, hiệu sức phục hồi và thêm cái nữa là sát thương bạo kích một cam. Rồi những dòng còn lại là kỳ quen thuộc luôn rồi đúng không, bỏ quen né tránh nè, nhanh nhẹn nè,
rồi thể chất nè, đó, phản đòn nữa nè, bản tướng lên cao, võ tắc thiên âm cao, công phượng lên cao luôn, công phượng cam là quá bình thường này. Rồi đôi dạng 199 cấp hoàng kim, cộng 150 nguyên set, cộng 150 luôn, nguyên một set 19 ít luôn. Sức mạnh, thể chất, miễn sát thương bạo kích nè, rồi kháng bạo kích, tỷ lệ kháng bạo kích, rồi hiệu suất phục hồi và cái dòng nhanh nhẹn. Ba viên màu vàng, bản độc cúc hoàng cao, con thú, thủ lĩnh gia ngoại, ngu cơ tuyệt thế cao. Rồi có một viên địch nhân kiệt nữa nè, tăng né tránh, nhanh nhẹn chứ quên, nhanh nhẹn nha anh em. Rồi cái chân nguyên, cái chân nguyên trời siêu đẹp luôn anh em, nó cam lè luôn, cam từ đầu trên đến đầu dưới luôn nè anh em, 19x, 38 dòng một cam, 8 dòng một cam. Anh ta lựa chọn những điểm tiềm năng là thể chất, nhanh nhẹn và sức mạnh, bỏ cái linh hoạt, bỏ linh hoạt mà cái điểm của anh ta 3k7 linh hoạt kinh khủng. Những dòng anh ta lựa chọn, cái dòng đầu tiên là bỏ qua kháng tất cả cơ bản hay sao đó, cái dòng 376% ở dưới cái chữ sức mạnh là bỏ qua né tránh cơ bản, tiếp theo là né tránh cơ bản hay sao á, né tránh cơ bản, rồi thêm một cái xuống dưới nên là chữ tiếng tàu mà hơi mệt quá, bỏ qua nha. Cái đó mình không biết anh em, thông cảm nha anh em. Trời ơi, ta nói là người tiếng Việt mà chưa học tiếng Trung Quốc bao giờ, toàn nhìn mặt chữ đâu bậy không à. Rồi cái kỹ năng là thiết cốt nha, đồng phục thiết cốt, 39% sinh lực hiện tại và 18% triệt tiêu sát thương cuối, tấn công cuối hay triệt tiêu gì đó, quên mất tiêu rồi. Rồi còn hai cái chỉ số ở bên dưới anh em thấy không, 257k với lại 255k, còn một cái ở bên trên là chân khí và một cái dưới là nguyên khí, nghe đồn là vậy á. Còn lại cái ngoại trang nè, anh em thông cảm nha, trời ơi tiếng Trung Quốc người ta có hạn chế. Và còn lại cái ngoại trang này cực kỳ đẹp trai luôn anh em. Rồi qua cái phi phong, cái phi phong rất là ngon luôn, phi phong 9k3 lực chiến. Ở bên Trung Quốc sau khi mà ra phi phong thì tấn công của anh em sẽ tăng rất là nhiều, nó tăng quá trời tăng luôn anh em, nhưng mà này nó ghi gì tôi không biết. Rồi coi lại cái con bé nè, bên đây thì anh top 1 này chưa có con đẹp ma combo siêu quần thể kim cang đây và siêu quần thể minh dương, gây không, cái chiêu này, cái chiêu bạch kim. Còn lại nếu mà phá giáp phá quần thể nên là cái con này là con mạnh nhất trên thế giới luôn rồi anh em. 295k lực chiến, hậu chủ 36/39 qua ghê. Võ tắc thiên kỳ tài thức tỉnh, ba chiêu màu vàng. Bên đây thì võ tắc thiên đã có môn khách rồi nha bà con, 28/29 hậu chủ và môn khách là 220 điểm thể chất. Rồi qua anh Hoàng Nhan, Hoàng Nhan kỳ tài thức tỉnh, ba chiêu màu vàng và có một chiêu quần thể kim cang cao, quá ngon rồi. 28/29 có hậu chủ luôn, 220 điểm sức mạnh. Rồi con Hạng Vũ, Hạng Vũ kỳ tài thức tỉnh, ba chiêu vàng, thêm combo quần thể kim cang cao và quần thể minh dương cao luôn. 28/29 có luôn môn khách là 220 điểm linh hoạt, ngon quá trời. Coi con ngựa mới nha anh em. Con ngựa là cái con ngựa chiêu dạ, mang thêm cái lớp giáp, đó ngựa mới. Rồi trang bị ngựa bậc 8, nói chứ ngựa này cũng xì ông nội ơi, tôi giả bầu nó vậy thôi. Đó trang bị ngựa bậc 8, cái skin nãy giờ anh em cũng có thể nhìn thấy con lạc đà nhỏ. Skin này sẽ rất là thích hợp cho những bạn nữ mà chơi những cái môn phái chân ngắn á, đào hoa của độc đồ các kiểu á, thì cái điện thoại của mình thì nó thuộc dạng là cổ lô sĩ anh em, nên là nó quay nó hơi bị giật chút xíu, anh em thông cảm nha. Lâu lâu cầm cái iPhone của mía đi qua bên Trung Quốc quậy vọ người ta cho anh em xem vậy đó. Anh này đã full hết chu thiên luôn, kỹ năng của mạch cũng đã full, và đây những chỉ số của mạch đây đã full hết ráo luôn. Rồi qua cái môn khách thì anh ta cộng những cái chỉ số như là màu xanh lè rất là nhiều. Đó, những chỉ số này là tôi làm biến dịch quá nên là anh em xem tham khảo vậy thôi. Rồi qua cái tuyệt học, tuyệt học thì cái này mình sẽ đi sâu vào chút xíu.
có hai chiêu của môn phái Dương Môn, có 5 bộ, 1 bộ mát, 2 bộ mát, 3 bộ mát, 4 bộ, cái bộ này mới 2 thôi, kích hoạt 2, và cái bộ này mới kích hoạt 2 luôn. Rồi, đây là những chỉ số. Chỉ số thể chất là 118 điểm, nhanh nhẹn là 364, sức mạnh là 208 và linh hoạt là 96, sinh lực là 9k4, và những cái chỉ số còn lại anh em có thể nhìn thấy. Đây mới là cái nhân vật top 1 lực chiến ở bên WW1, ở bên iOS. Thì nó WW1 ở bên đây nó khác WW1 ở bên Android. Đó, mới vậy thôi. Ở bên iOS thì có lẽ là dân chơi hơi bị nhiều. Đó, thư giữ 31 triệu lực chiến luôn. Quá ghê luôn anh em ơi. Rồi ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đồ cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.